Ôi, mình xin chào các bạn nha. Đây là buổi trưa của mấy anh em xe Cube với xe cải tiến chở đất nha các bạn. Thì lúc này thì mọi người đang ăn cơm. Giờ này cũng trưa, 11 giờ mấy. Ăn cơm để tiếp tục làm việc. Tại vì trưa nắng quá rồi, nhà cũng có được bóng cây nè. Nên mọi người vào đó tập trung để ăn cơm. Ăn cơm xong thì mọi người buông ra làm vài hơi thuốc để có tinh thần để làm việc tiếp tục. Thì lúc này đây thì chiếc Cube đang bóc đường để di chuyển qua phía bên kia để phá bỏ cái viền chuối nha các bạn. Chiếc này thì cũng hơi lâu đời, này là đời đầu lâu đời nha các bạn, chạy bằng điều khiển bằng cơ chứ không phải rời bằng điện như các máy cải tiến bây giờ. Phía sau này thì cũng có thêm một chiếc Cube nữa nha các bạn. Con này chắc mới làm lại các bạn ơi. Thấy nước sơn còn mới, quá trời mới nè. Gào thì gào mỏ dịch nha các bạn. Gào mỏ dịch đi, đi dài dài chắc gấp đắt lẻ nha các bạn ơi. Mùa này về sông cạn nè, nên gấp đắt lẻ rất là nhiều. Nên anh này chắc di chuyển về sông, coi thứ ai có gấp đắt lẻ không. Con máy này là Hitachi, máy mới à, mới làm lại hay là mới mua gì đó. Mình thấy nước sơn cũng còn rất là mới luôn. Và đây là hai con máy xe cải tiến chở đất ở ngoài ruộng nha các bạn, chạy bằng bánh xích. Hai con máy đầu màu xanh làm cũng rất là đẹp các bạn. À, các bạn thấy chưa? Độ ra và quán lấy cái cọng dây thọt từ tuốt trên đầu cây xuống, thọt vô bình dầu luôn à. Đem dầu lên. Đây đây là cái con máy Hitachi đầu Isuzu 1/2 nha. Đời này là đời nào vậy chú?
đợi ông ngoại trốn mất xương. Chùm nào mà không có